Tình cờ bữa nay lại gặp con bọ cánh cứng hay nữa nè mọi người. Nó đang nằm lạch ngửa, bởi vậy nó đâu có bò đi đâu được. Mọi người xem cái cặp càng của nó nè, thấy nó nhỏ vậy chứ nó khỏe lắm. Như ở cái tập trước tôi có nói, nó kẹp được trái dừa là nó không có buông luôn. Chuyện gì sẽ xảy ra khi để cái ngón tay vào giữa hai cái càng này mà làm như mình với nó có duyên? Kiểu này đem về làm con bé là đúng rồi.